Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món khoai môn nệm phố. Nguyên liệu các bạn chuẩn bị cho mình là một củ khoai môn như thế này. Đậu xanh, đậu nhỏ đấy ạ. Các bạn ngâm đậu xanh trong nước nhé. Mình cho nước vào để ngâm. Ngâm để cho nó nhanh bở. Khoai môn thì các bạn nạo sạch vỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ rửa qua nước muối, ngâm qua nước muối trong vòng 15 phút. Sau khi nạo xong chúng ta rửa nó đi. Chúng ta rửa như thế này rồi. Bây giờ các bạn thái ra, thái thành từng miếng để chúng ta cho lên nồi để hấp hoặc là các bạn luộc nhé. Các bạn cho luôn vào chậu nước muối để chúng ta ngâm. Ngâm như vậy cho khoai nó bớt thơm và bớt cái độ ngứa đi. Khoai này thực ra thì cũng ít ngứa thôi, nhưng mà mình tốt nhất mình vẫn cứ ngâm đi, ngâm cho nó hết sạch cái phần ngứa đi, phần nhựa này. Các bạn ngâm trong nước muối trong vòng khoảng 15 phút nhé. Ngâm trong vòng 15 phút thì các bạn đổ ra rổ như này. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên bếp để luộc nhé. Các bạn có thể luộc hoặc là hấp. Các bạn cho vài hạt muối vào trong nồi và chúng ta cho khoai vào để hấp nhé, và luộc nhé. Khi khoai đã bở và đã chín như thế này rồi thì các bạn tắt bếp đi nhé. Chúng ta sẽ vớt khoai ra để chúng ta nghiền cho nó nhuyễn. Chúng ta cứ nghiền như này. Củ khoai nó được nhuyễn lên. Sau khi nhuyễn như thế này thì bây giờ các bạn sẽ cho đường vào nhé. Bạn cho nửa thìa đường này thôi. Bình thường thì các bạn cho thêm cả muối ấy, nhưng mà khi mình luộc mình đã cho muối rồi nên là bây giờ mình sẽ không cho muối nữa. Và mình cho một thìa bột mì. Một thìa bột mì như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau khi đã trộn đều như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đập một quả trứng vào nhé các bạn nhé. Cho một quả trứng gà vào như này. Đây là trứng gà ta. Đây là rất là bé. Thank you.
Rồi bây giờ khi đỗ đã chín rồi thì các bạn tắt bếp đi nhé, để chúng ta lại nghiền cái đỗ này cho nó nguội ra. Đỗ này mình đã cho một chút xíu muối rồi, nên là khi mà chúng ta nghiền xong thì các bạn chỉ cho thêm đường thôi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nặn khoai nhé. Rất là dính. Bạn cho một chút nhân đỗ vào. Dùng bao găng tay này thì rất là khó làm vì khoai này nó rất là dẻo và dính, nhưng các bạn dùng bằng tay trực tiếp cũng được. Sau đó chúng ta sẽ lăn qua bột chiên xù như này. Bạn có thể dùng bột chiên xù hoặc là bột chiên mịn cũng được. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến hết. Và giờ chúng ta cho lên bếp để chiên các bạn nhé. Các bạn cho dầu vào. Khi dầu đã già thì các bạn thả khoai vào. Cho nó nhỏ lửa đi như vậy nhé. Vậy là chúng ta được món khoai môn nệm phố rất là ngon, và cách làm thì cũng hơi kỳ công một chút, nhưng mà mình vẫn có thể làm được, đúng không các bạn? Các bạn hãy thử làm nhé. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.